Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Game Hay Thế Giới. Các bạn thấy những nhân vật này có kinh tởm hay không? Đây, mình xin giới thiệu nhân vật Venom 2K. Và còn lại là những con quái vật mà Venom của chúng ta đã tạo ra chúng. Câu chuyện ngày hôm nay, mình sẽ làm về sự hình thành của Venom, một con ác vĩ nhện đã xuất hiện từ ngoài trái đất. Cụ thể câu chuyện như thế nào? Bây giờ chúng ta cùng theo dõi nha. Tại một vùng hẻo lánh, nơi này đột nhiên có một vật thể lạ từ ngoài trái đất rơi xuống. Sau khi rớt xuống thì cái thứ đó nó cũng đã bốc cháy dữ dội. Và rồi nó cũng dần dần hiện rõ sau khi đám cháy đã tắt. Làn khói mà nó đã gây ra rất là kinh khủng. Dường như cái thứ gì đó là một cái hộp. Và rồi một loại chất lỏng đã chảy ra từ cái hộp này. Loại chất lỏng này bắt đầu tuôn trào. Lúc đầu nó rất là ít. Loại chất lỏng này rất còn trong trẻo. Cho đến khi nó tích tụ và nó tuôn trào quá nhiều. Và rồi thứ chất lỏng đó cũng đã chuyển hóa thành một màu đen. Và rồi cái thứ màu đen đó đã hình thành ra một con ký sinh vô cùng to, vô cùng kinh khủng. Thật đáng sợ, con ký sinh trùng này nó to như con voi gì đó, với hình dạng rất là ghê gớm. Và thế là con ký sinh trùng như con voi này nó cũng đã bắt đầu đi tìm vật thể chủ của nó. Bởi vì nó muốn ký sinh vào một vật thể chủ, nó sẽ điều khiển và sử dụng nguyên cả cơ thể vật thể chủ đó luôn. Và tất nhiên, ở trái đất, vật thể chủ tuyệt vời nhất không ai khác chính là con người. Và rồi, con ký sinh trùng này cũng nhanh chóng đi tìm con người nào đó. Và rồi, nó cũng đã phát hiện được một người đứng đằng kia kìa. Nó cũng đã nhanh chóng chạy tới và bắt người đó. Nó cũng đã chui vào cơ thể của người này. Nhưng mà có một chuyện vô cùng đáng tiếc xảy ra. Khi nó chui vào cơ thể người này thì người này đã chịu không nổi, nên ông ta đã chết tại chỗ. Và rồi tất cả những vi khuẩn trên người của nó đã ăn đi xác của ông ta, khiến ông ta chỉ còn bộ xương mà thôi. Cái con virus kinh khủng này nó cũng đã thấy thật là kỳ lạ. Chắc có lẽ nó là một ký sinh trùng rất đặc biệt. Những cơ thể của con người bình thường không thể nào mà có thể chịu đựng nó được. Nó đã tiếp tục đi tìm những vật thể chủ tuyệt vời hơn để nó có thể ký sinh vào trong đó. Lúc này nó đã thấy được một cảnh sát, hai cảnh sát. Nó cũng đã bắt và thử nghiệm tiếp tục. Nhưng mà dường như mọi thứ vẫn như cũ. Nó cũng đã nhanh chóng di chuyển và tiếp tục đi tìm vật thể thật là tuyệt vời. Nó cũng biết rằng những người tầm thường không thể nào là vật thể tuyệt vời cho mình được. Cho đến khi nó đi tới một nơi và gặp được một nhân vật. Và rồi nó đã thấy được một nhân vật rất là kỳ lạ, với một hình dáng là nửa người nửa nhện. Và rồi nhân vật này có những kỹ năng thật là tuyệt vời. Nó cho rằng chính nhân vật này sẽ làm vật thể tuyệt vời của mình nhất. Nhân vật đó không phải ai khác, chính là Spider-Man. Thì trong lúc này, bỗng dưng có một kẻ đã tấn công Spider-Man. Và rồi Spider-Man đã ném cho hắn một quả tơ nhện. Sau đó Spider-Man nhanh chóng di chuyển. Anh ấy di chuyển bằng tơ. Con ký sinh trùng mở to mắt ra, dường như Spider-Man là vật thể tuyệt vời nhất. Nó phải chiếm được cái vật thể này. Để nó ký sinh vào trong đó, nó sẽ điều khiển Spider-Man và Spider-Man sẽ thuộc về nó. Thế là nó nhanh chóng di chuyển. Khi di chuyển bằng tơ nhện thì Spider-Man đã bị tấn công bởi một con quái vật thật kinh khủng. Anh chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Anh liền đáp trả lại nó. Anh đã ném tơ nhện vào người của nó. Trời ơi, nó thật là dữ. Nhưng mà dường như Spider-Man đã nhanh chóng phóng tơ nhện vào người của nó, khiến cho nó bị trói chặt. Và rồi không quan tâm nhiều, Spider-Man nhanh chóng đi chỗ khác để có thể tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Anh không quan tâm tới chuyện tầm phào đó đâu. Nhưng mà Spider-Man không hề biết rằng đây chính là một con ký sinh trùng Venom. Sau này, vật nó sở hữu sẽ là đối thủ ngàn đời không đội trời chung với lại Spider-Man. Sau khi con ký sinh trùng này đã bị trói bằng tơ, nó đã bị bất tỉnh và rồi nó đã nằm ở ven đường. Cho đến khi vật thể chủ của nó chính là Venom sau đây bỗng xuất hiện.
Và lúc này đã xuất hiện một người đàn ông. Người đàn ông này đã bị một căn bệnh ung thư từ rất là lâu, và rồi ông ấy đã bước vào giai đoạn cuối. Vợ con ông ấy cũng đã bỏ đi, ông ấy đã sống nèo đơn một mình. Đã bước qua tuổi tứ tần, nhưng mà ông ấy vẫn lẻ loi và sống với căn bệnh này đau khổ từng ngày. Cho đến khi ông ấy nhìn thấy một vật thể lạ khi đi trên đường. Lần đầu tiên, ông ấy đã nhìn thấy một thứ gì đó, một sinh vật gì đó rất là kỳ lạ. Trời ơi! Ông ấy đã cúi xuống và rồi khều khều cái thứ sinh vật này. Ông ấy đã thấy thứ sinh vật này đang bị quấn bởi những sợi tơ. Ông ấy nhanh chóng gỡ từng sợi tơ. Nhưng mà ông ấy không hề biết rằng thứ sinh vật ký sinh này bắt đầu dần dần tỉnh dậy. Và khi ông ấy đã tháo hết tơ thì thứ ký sinh này nó cũng đã thật sự tỉnh dậy. Và rồi nó nhanh chóng vồ chụp lấy ông. Nó cũng đã chui vào người của ông. Thật bất ngờ, người đàn ông bị bệnh ung thư này đã không bị chết. Ông ấy đã cảm thấy rất là khó chịu trong người. Dường như cái thứ ký sinh trùng đó nó đã hấp thụ toàn bộ cơ thể của ông. Chắc bởi có lẽ bởi vì ông ấy mang virus của bệnh ung thư, và rồi một căn bệnh rất đặc biệt lại rất là hợp với ký sinh trùng này. Và rồi ký sinh trùng nó cũng đã hòa thuận với lại virus ung thư tồn tại trùng cơ thể của ông ấy. Ông ấy cũng cảm thấy rất khó chịu sau khi con ký sinh trùng đó chui vào người của ông. Và rồi ông cũng cố gắng đứng dậy quay trở về nhà để có thể xem mình đã bị chuyện gì. Và rồi ông cũng nhanh chóng đứng dậy. Sau đó ông lên xe để có thể về nhà xem chuyện gì đã xảy ra với mình. Trời ơi, chắc có lẽ ông phải đi khám bác sĩ. Nhưng mà ông bị bệnh ung thư sắp chết mà, khám làm gì? Vừa bước vào nhà, ông đã thấy cồn cào trong bụng của mình. Dường như ông rất là muốn ói, ông nhanh chóng chui vào trong nhà vệ sinh để có thể móc cái thứ kinh khủng hồi nãy đã chui vào trong miệng của mình. Và rồi đứng trước gương, ông đã bắt đầu bóc họng. Thậm chí cơ thể của ông đã bắt đầu thay đổi. Ông đã mọc tóc nhiều hơn nữa. Và rồi điều cuối cùng, cơ thể của ông, những con vi sinh vật, con ký sinh trùng kia, nó đã chiếm lấy toàn bộ cơ thể của ông và thay đổi hoàn toàn. Thật kinh khủng. Bây giờ lão già ngày nào đã bị ung thư ngày nào đã trở nên vô cùng to khỏe, thân hình rất rắn chắc. Sau đó lão già đã bị bệnh ung thư nhìn vào gương và không nhận ra mình. Cơ thể của mình thật là cường tráng, thật là to bự. Tuy nhiên lúc này thì con ký sinh trùng này nó đã điều khiển cơ thể của ông. Và rồi nó bắt đầu thèm khát mùi máu người. Nó nhanh chóng đi tấn công và giết hại. Lão già đáng thương ngày nào cũng đã trở thành vật thể của con virus Venom này. Nó nhanh chóng tấn công và hút hết máu của những người trong thành phố để bồi dưỡng. Nó cứ tiếp tục. Và rồi cho đến khi nó đã gặp được một nhân vật. Đó là một vị anh hùng cơ bắp cuồn cuộn. Khi thấy con quái vật Venom này xuất hiện tấn công mọi người thì vị anh hùng này cũng đã ra tay. Nó khi thấy được một đối thủ rất là to bự, nó rất là thích, nó muốn hấp thụ toàn bộ sức mạnh của người này. Phải chạy ra ngoài để cho khán giả dễ xem chứ. Vị anh hùng cơ bắp kia thật là khỏe. Nhưng mà tên Venom này rất kinh khủng. Ghê chưa? Ôi, chết mẹ luôn rồi. Ô
Và rồi, hắn cũng đã giết chết người này. Sau đó, hắn nhanh chóng ăn thịt người này. Thậm chí kinh khủng hơn nữa, khi đầy đủ năng lượng, hắn nhanh chóng xuất và cho phép tất cả ký sinh trùng phát huy từ mình. Và rồi, hắn muốn nhiều người thêm nữa làm vật thể cho ký sinh trùng của mình. Hắn bắt đầu tạo ra thêm ký sinh trùng nữa. Lúc này đã có rất là nhiều ký sinh trùng đã được tạo ra. Nguyên cả con phố ký sinh trùng quá trời quá đất từ tên Venom. Và rồi tất nhiên điều này cũng đã vang đến tai của Spider-Man. Spider-Man đã xuất hiện kịp thời. Và rồi anh ấy đã biết được chuyện này, nhanh chóng có thể tiêu diệt bọn ký sinh trùng kia. Spider-Man của chúng ta nhanh chóng ra tay. Anh ấy đã diệt lũ ký sinh trùng. Chạy đi đâu? Lũ khốn kiếp. Quá trời quá đất luôn kìa. Spider-Man nhanh chóng dọn hết cái lũ ký sinh trùng này. Nhưng mà dường như bọn chúng không thuyên giảm. Nhưng mà Spider-Man của chúng ta không hề biết rằng có một kẻ đang đứng sau lưng, đó chính là Venom. Và rồi Spider-Man cũng trở thành kẻ thù không đội trời chung với Venom. Rồi chắc có lẽ mình sẽ làm một tập riêng nói về việc Spider-Man sẽ gặp mặt Venom và rồi hai người này sẽ chiến đấu với nhau. Thôi, video của mình đến đây là ngắn ngủi thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.